Chữ tử tế thì thường chỉ có ở miệng những người có tuổi hoặc những người hay chia. Bây giờ thì bận lắm, mấy ai có thời gian để luận bàn những chuyện xa xôi ấy. Năm 1987, nhiều người đã phải xếp hàng để xem một bộ phim tài liệu, đó là Chuyện tử tế. Hơn 30 năm sau, rất nhiều các bạn trẻ 9X lại phủ kín rạp phim để thưởng thức tác phẩm của nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy. Đây cũng là buổi chiếu mở màn của chuỗi sự kiện Tháng phim tài liệu Việt Nam đương đại. Đây là bộ phim quay cách đây 30 năm, nhưng mà toàn bộ xuyên suốt câu chuyện, những cái triết lý về những câu chuyện tử tế, những con người tử tế mà tác giả mang lại thì nó không hề cũ đi. Chương trình giới thiệu đến khán giả 5 bộ phim tài liệu đặc sắc phản ánh 30 năm phát triển mạnh mẽ của tài liệu Việt Nam. Cái thế hệ của chúng tôi chỉ mong muốn là có những người làm phim tài liệu tiếp nối xuất sắc, giỏi, đóng góp được cái sự phát triển của đất nước, thì thực tế ra bây giờ đã có một cái thế hệ như thế. Tháng phim tài liệu Việt Nam đương đại sẽ tiếp tục giới thiệu 4 bộ phim vào 4 dịp cuối tuần sắp tới trong tháng 3 tại trung tâm TPD 51 Trần Hưng Đạo.